bán 2 cây kem. Một cây hả? 2 cây. Thôi đưa luôn đi, lỡ rồi. Đưa luôn mất tiền nữa. Thôi cô mua đi con, con đang quay phim mà. Ủa anh ở đâu, chú là đâu rồi chú? Hả? Chú ở đâu xuống lận? Ở trong kênh Bà Điện này, sát ba nè. Nó lộ xuyên á. Hai, hai nữa trước đi. Đúng. Thì đúng rồi, đúng rồi, hai. Tầm cái tôi dùm con này để thôi nó ngã. Hồi nãy đợt nãy là 5 rồi nha. Rồi dạ. Cô lấy 3 nữa, nữa đi cho nó nhập tiền nha. Dạ. Cứ nhớ cũng người hoài à, ăn hoài cũng nhớ cũng vui. Hồi nãy đưa 50 và tính móc ra thêm nữa. Tính 5 đủ là đủ rồi, móc thêm trả nữa. Ủa kem này là chú tự làm hay chú mua chú? Tự làm. Tự làm hả? Tự làm bằng gì? Dừa với sữa với đường. Đổ vô cái khuôn cho nó đông lại rồi sắp vô đây bán. Kem này là kem gia truyền chứ không phải gia truyền làm, nó không có trắng, không có được mịn như vậy đó, không có khô được gì đâu, nó nhẹp à. Ăn coi trong mình nó không có nóng rồi, như kem cái mình muốn ăn hàng nhiều nó nóng lắm, còn kem này ăn rồi bình thường. Còn hồi cũng quên luôn.